hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn những điều cần làm khi mà mới mua máy rửa mặt Foro ha. Trước tiên là chúng ta phải tạo tài khoản Foro, cái này là bắt buộc, không có tài khoản là chúng ta sẽ không đăng ký bảo hành máy được nè, chúng ta sẽ không mua máy được nè, rồi chúng ta sẽ không quản lý máy của mình được. Cho nên là ngay khi nhận được máy là các bạn hãy tạo tài khoản. Và tạo tài khoản này á, thì mình khuyên các bạn là hãy tạo bằng Gmail thay vì là các bạn đăng nhập bằng Facebook hay là bằng các trang xã hội, mạng xã hội khác. Tại vì khi mà các bạn đăng nhập bằng Facebook á, thì sau này nếu như mà các bạn mất nick Facebook rồi á, thì các bạn sẽ bị mất luôn cái tài khoản này. Cho nên là hãy tạo bằng Gmail để mà bảo cái việc bảo mật nó được an toàn nhất. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lên điện thoại và chúng ta sẽ tải app Foro về máy. Và nếu như bạn nào mà chưa biết cách tải thì các bạn hãy nhấn vào đường link mình để ở phần mô tả video này. Sau đó rồi, sau khi mà đã tải app về rồi thì chúng ta sẽ đăng nhập bằng cái tài khoản mà chúng ta vừa tạo đó. Thì cái app Foro này sẽ dùng, bắt buộc phải dùng cho Mini 3 nè, Luna 3 nè, hoặc là Luna 3 cộng, hoặc là UFO này kia. Nói chung là những cái dòng máy nào mà phải kích hoạt qua app á, thì chúng ta bắt buộc phải có app. Còn riêng đối với những dòng nào mà không cần phải kích hoạt qua app, ví dụ như là Mini 2 hoặc là Luna 2 hoặc là Go đồ á, thì chúng ta không nhất thiết phải dùng app. Tuy nhiên các bạn cũng có thể dùng app để mà đăng ký bảo hành. Các bạn có thể đăng ký bảo hành ở trên web hoặc là các bạn có thể đăng ký bảo hành trên app đều được hết. Việc thứ ba cần làm đó chính là chúng ta phải đăng ký bảo hành cho máy của chúng ta. Đối với những dòng nào mà bắt buộc phải kích hoạt qua app như là Mini 3, Luna 3, 3 cộng hoặc là UFO á, thì chúng ta khi mà chúng ta kích hoạt thì mặc định là chúng ta đã đăng ký bảo hành luôn rồi. Nhưng mà đối với bạn nào mà đang dùng Mini 2 hoặc Luna 2 hoặc là Go hoặc là những cái dòng nào mà không bắt buộc kích hoạt qua app á, thì các bạn bắt buộc phải đăng ký bảo hành. Thì khi mà đăng ký bảo hành này để chúng ta bảo vệ cái quyền lợi bảo hành của chúng ta về sau này. Cho nên là các bạn nên đăng ký bảo hành. Thì các bạn chủ động đăng ký bảo hành bằng cách là vào trên web của Foro hoặc là các bạn lên trên app của Foro đều đăng ký được hết. Điều thứ tư chúng ta cần làm đó chính là phải sạc đầy pin cho máy rồi mới dùng được nha. Tất cả những cái loại thiết bị điện tử đều phải như vậy hết. Khi mà chúng ta mới mua về thì chúng ta nên sạc đầy pin. Và cũng có rất là nhiều bạn thắc mắc là sạc trong bao nhiêu tiếng thì nó đầy, hoặc là sạc đến khi nào. Thì các bạn không cần phải canh thời gian, các bạn chỉ cần cắm sạc vào và các bạn thấy khi nào mà cái đèn ở dưới đít máy nó ngưng chớp nữa thì máy chúng ta đầy pin rồi. Thì lúc đó chúng ta mở ra và chúng ta dùng là được rồi đó. Điều thứ năm chúng ta cần làm đó chính là vệ sinh máy. Thì máy mới mua về thường sẽ có mùi silicon nhẹ nhẹ, đó chính là biểu hiện của máy mới. Rồi nếu như mà các bạn thích hay không thích và các bạn lười hay không lười thì tôi nghĩ các bạn cũng phải rửa qua một lần với nước sạch rồi, đúng không nè. Và nếu như mà bạn nào không có chịu được cái mùi silicon này, các bạn cảm thấy khó chịu, thì các bạn có thể rửa bằng xà phòng diệt khuẩn, hoặc là các bạn có thể dùng cái chai xịt vệ sinh của máy á, của Foro luôn á, các bạn xịt vào các bạn rửa, như vậy thì nó sẽ sạch hơn và nó sẽ loại đi mùi hôi của máy nhiều hơn. Tiếp theo đó chính là chúng ta cần phải đọc hướng dẫn sử dụng thì mới biết cách sử dụng được, đúng không? Thì gần như tất cả những cái dòng máy rửa mặt của Foro thì Tini đều có một cái video review chi tiết riêng hết trơn rồi. Cho nên nếu như mà các bạn muốn tham khảo lại, muốn xem lại hướng dẫn sử dụng á, thì các bạn có thể xem lại đường link mình đặt ở phần mô tả video này. Hoặc là các bạn có thể ra ngoài trang chủ và các bạn tìm kiếm bằng cách là, ví dụ bạn đang xài Mini 2 đúng không, thì các bạn tìm kiếm là review máy rửa mặt Mini 2 Tini Loli thì nó sẽ gợi ý ra cái video của mình. Như vậy thì cho các bạn xem thì nó sẽ nhanh hơn và chi tiết hơn. Điều thứ bảy chúng ta cần làm đó chính là phải vệ sinh máy định kỳ. Thì cái video hướng dẫn vệ sinh máy Tini có làm rồi, và nếu bạn nào muốn xem thì hãy xem phần mô tả video này, mình có để ở dưới luôn. Và ở đây mình lưu ý với các bạn là sau khi dùng máy rửa mặt xong thì chắc chắn chúng ta phải vệ sinh máy bằng nước sạch để vu dò nước sạch để chúng ta rửa sạch rồi. Nhưng cái vệ sinh máy định kỳ ở đây là khi mà chúng ta dùng lâu á thì máy của chúng ta sẽ rất là dễ bám cặn của sữa rửa mặt nè, rồi các bám bụi bẩn này kia nè, đó chính là chúng ta vệ sinh cái đó đó nha, chứ không phải là dùng xong rồi chúng ta không rửa rồi để lâu lâu chúng ta mới rửa một lần. Với cả là hãng cũng có khuyên chúng ta là một tuần vệ sinh máy một lần, hoặc là bất cứ khi nào các bạn thấy mà máy chúng ta có bám cặn trang điểm hoặc là có dơ á thì chúng ta đều có thể vệ sinh đều được hết trơn. Và khi vệ sinh thì các bạn nên kết hợp với cái chai vệ sinh của Foro bán luôn á, thì nó sẽ tốt hơn và nó sẽ sạch hơn cho máy chúng ta. Thì nói chung chúng ta vệ sinh sạch như vậy á thì máy của chúng ta nó sẽ có tuổi thọ lâu hơn thôi. Điều thứ 8 chúng ta nên làm đó chính là hãy tham gia hội nhóm Foro Lớp mà do mình làm chủ. Thì khi mà các bạn tham gia vào đây, bất cứ khi nào bạn gặp vấn đề khi mà sử dụng máy Foro thì các bạn có thể đăng bài lên hỏi, thì ở đây các bạn chia sẻ rất là nhiệt tình, các bạn sẽ được giải đáp thắc mắc một cách rất là chi tiết và cụ thể. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể dùng kinh nghiệm của mình để mà chia sẻ lại với những bạn chưa biết khác. Và đường link để mà tham gia nhóm thì mình cũng có để ở phần mô tả video này luôn nha.
Ngoài ra thì Tini cũng chia sẻ thêm với các bạn thông tin rằng là Tini có nhận mua hộ máy rửa mặt Foro cho các bạn, mua từ trang web chính hãng có mã bill cho các bạn luôn, cho nên là hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Nếu như mà bạn nào chưa có cái nơi mua hàng uy tín thì các bạn có thể tham khảo dịch vụ mua hộ của Tini nha. Đường link thì các bạn hãy tham khảo ở phần mô tả video. Liên hệ trực tiếp với Tini, Tini là người tư vấn trực tiếp cho các bạn luôn, cho nên là các bạn có thể an tâm có thể mua được một cái máy rửa mặt mà hoàn toàn phù hợp với da của các bạn, không sợ gì cả. Đặc biệt là Tini cũng rất là uy tín nữa, cho nên là các bạn cũng không sợ mất tiền luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Đừng quên nhấn like video với lại là đăng ký theo dõi kênh YouTube của Tini nha.